Chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một dự án Davi Valencia như các bạn để tham gia nha. Telegram bấm nút start. Và mình đã cũng thông báo cho tất cả các bạn chương trình hay góp này, các bạn có làm được thì ăn các bạn nó. Mình không biết nó có end hay không, là theo thông tin của trên ấy nó là ngày 12 tháng 11 năm 2020 nó sẽ phân phối nha các bạn. Nếu mà nó không end thì mà tôi cần nó trả thì ngon các bạn, còn nó end thì coi như các bạn làm coi như vui các bạn. Còn nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn bấm vào I am John Bounty các bạn. Rồi các bạn bấm vào chỗ này mà các bạn join vào kênh group bên seller nữa các bạn. Rồi các bạn join vào một kênh. Mình không biết nó end không. Rồi các bạn bấm đáp lên các bạn. Nếu không end thì ngon các bạn. Bấm vào mà. Rồi các bạn cũng join tiếp trên seller các bạn. Rồi các bạn cũng join tiếp trên seller. Rồi các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Khoan để có ông anh bạn ông nhắn tin thì mình để cắt cái video này các bạn. Rồi tất cả các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn Facebook thì các bạn like nha các bạn. Nhìn mình thắng nước còn uống nước các bạn ơi. Rồi các bạn cũng bắt up lên nha các bạn. Các bạn chơi bet các bạn bấm vào iPolis bay nha các bạn. Tiếng Anh mình không có giỏi các bạn ơi. Username report. Rồi các bạn ơi, cái Facebook này nó kêu các bạn chia sẻ cái bài viết của nó, rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Rồi các bạn cũng nhấp vào lại đi các bạn, nãy mình quên. Quên hay mình không gặp chữ report nha các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân chỗ này nè các bạn. Có một bài viết, có một chia sẻ, các bạn bấm vào chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn đăng nha các bạn viết cái gì đó đi. Các bạn viết vài dòng nha. Airdrop. Rồi bạn đăng các bạn. Rồi bạn chờ đăng chút xíu các bạn. Rồi nó không hiện thumbnail các bạn ơi. Các bạn để mình đăng cho hiện thumbnail các bạn chụp màn hình lên các bạn. Nó không hiện thumbnail nên mình chia sẻ cái bài khác các bạn. Chia sẻ công khai này các bạn. Đã đăng lên dòng thời gian rồi các bạn quay lại dòng thời gian của mình các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình lên. Hiện thumbnail coi. Máy mình lót chậm quá các bạn. Rồi nè bạn, hiện thumbnail nè các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình nha các bạn. Khoan bạn một chút nữa. Rồi bạn chụp hình lên nha các bạn. Rồi các bạn gỡ bức ảnh lên nha các bạn. Các bạn thông cảm nha các bạn. Bạn đem cái máy của mình quá tờ tin nhắn nó gỡ. Nên nó quay màn hình cái nó cứ đứng hoài nha các bạn. Rồi các bạn gỡ cho các bạn. Cho mình chờ lót chút nữa. Rồi nha các bạn. Cái nó kêu tiếp là các bạn copy cái hashtag này nè các bạn. Rồi các bạn comment dưới rồi chụp màn hình lên nha các bạn. Đây thì những con bot nó làm việc bằng đêm hết nha các bạn ơi. Bằng đêm nó gửi tin nhắn một cách bằng ngày xỉu. Bằng ngày nó ngủ bằng đêm thức nha các bạn ơi. Rồi các bạn
lướt xuống các bạn, là cái máy mà nó không nói luôn. Rồi các bạn bình luận vào nha các bạn. Thích nó cái đi. Rồi bình luận vào các bạn. Nào bạn, bình luận cũng như hashtag chung giống người ta nè các bạn. Good. Oh, à, good. Sao các bạn chạy một chút nha. Chị good sao quên mẹ nữa. Oh, yeah. Rồi các bạn bình luận comment bất kỳ nào, các bạn bắt khác tác vào nha các bạn. Rồi các bạn đăng nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đăng mình nha các bạn. Cũng tiếp tục chụp cái màn hình lại. Rồi các bạn một cái bức ảnh các bạn mới vừa chụp nha các bạn. Đang gửi các bạn chạy xíu nha các bạn. Rồi YouTube cũng vậy các bạn copy hashtag này các bạn. Rồi các bạn vào đó, vào đăng ký cho nó một cái, rồi các bạn cũng comment tiếp tục ha. Hashtag đó nha các bạn. Rồi chụp màn hình lại cũng mới gan như các bạn. Lùng giọng quá. Rồi các bạn bấm vào cái một cái bình luận và gắn hashtag đó các bạn. Hashtag của nó rồi các bạn cũng chụp màn hình lên nha các bạn. Nàng mỗi chờ mong dài thương nhớ trong lòng phố. Rồi các bạn cũng trở về nữa mà. Các bạn cũng mở cái Telegram ra lại nè các bạn. Tin nhắn nó gửi về cái máy mình bị đứng máy các bạn ơi. Rồi các bạn gửi tiếp một cái ảnh nha các bạn. Rồi các bạn chờ lót chút xíu nha các bạn. Rồi theo qua thì các bạn cũng follow và tweet cũng gắn hashtag của Megan cũng như YouTube với Facebook nha các bạn. Bạn giúp giải fan like và tweet nè. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn, nó lót tới trang trader của mình. Rồi ở đây thì nó có hashtag sẵn thì các bạn chỉ việc bấm vào đăng test nha các bạn. Rồi các bạn cũng trở về trang trader của mình lên các bạn. Tại vì nó có hashtag này. Có follow chưa các bạn, để mình trả lời cái. Nó không, mình cũng không có biết trang nó phải. Cái nhân đó nó chia kêu sao chụp màn hình thì mình làm theo nhiệm vụ của nó thôi nghe các bạn khỏi cần follow cũng được. Rồi các bạn bấm qua tài quyết trả lời nè. Rồi các bạn cũng chụp màn hình lên các bạn. Rồi ta đã, sao nó không ăn đó. Rồi các bạn cũng trở về con bot này nghe các bạn. Cái máy mình đứng máy. Rồi các bạn cũng gửi cho nó một bức ảnh tiếp tục nha bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ giúp wallet myself wallet ra con này withdraw vào ngày 12 nha bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH gửi cho bot nha bạn. Tin nhắn nó gửi như gì hoài sao cái máy mình đọc nói các bạn.
Rồi các bạn mở địa chỉ NH, các bạn copy địa chỉ NH của mình nha các bạn. Chọn bắt vào đây nè các bạn. Dán vào. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Rồi các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân, mỗi một lượt ghép nhận được 10 đô nha tất cả các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.